Đây là căn nhà kế bên nhà võ đại tướng Võ Nguyên Giáp mà chúng tôi đi làm phóng sự, thì tình cờ lại được phỏng vấn một vị chủ nhân một căn nhà kế cạnh căn nhà tướng Võ Nguyên Giáp, tức là căn nhà số 34 đường Hoàng Diệu. Đây là cái không gian của cái căn nhà này. Và sau khi phỏng vấn xong thì chủ nhân mời chúng tôi vào nhà chơi để mà tham quan cái không gian này. Chúng tôi cũng là một cái dịp rất là hãnh hữu. Đây là chủ nhân căn nhà, là người mà chúng tôi sẽ vào thăm đây. Lần đầu tiên gặp em nhé. Vâng, cảm ơn anh ạ. Anh quý em. Anh cảm thấy anh trai của mình niềm tin. Vâng, vâng ạ. Trai cái nhau. Dạ. Con người này, con người của... Vâng, đây là chúng tôi là tình cờ lại được vào... Tình cờ này không? Tình cờ này phải đùa đâu. Vâng, vâng, đây. đây căn nhà này là căn nhà kế cạnh nhà bác ấy. Nói chung là sát bên sát bên nhà bác của nhà đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ôi chào, thật là phải nói là chúng tôi chưa từng bước vào một ngôi biệt thự của Pháp xây ở Hà Nội cổ kính như thế này. Quá cổ kính luôn. Vâng. Đấy. Vẫn ngôi nhà xưa, vẫn ngôi nhà xưa. Nhá. Vâng. Vẫn mái nhà xưa vẫn chính, chí công vô tư. Cái khẩu hiệu Bác Hồ là tên. Đấy, chính, chính. Vâng, đến ngay từ đầu vào nhà thì chúng tôi cũng muốn được chủ nhân giới thiệu luôn. Cái gian này là gian nhà này cái như thế nào? Cái gian xưa xưa rồi. Vâng, hồi xưa là nó cũng đã như thế này à? Nó cũng thế thôi. À. Bây giờ mới ra ra rồi. Còn mấy chỗ có cây nới xong là quân đội sử dụng thì cây nới. À vâng, cái này là mình xây sau hay là Pháp rồi cũng đã xây? Thời Pháp. À, bây giờ hiện nay là không làm gì cả. Bây giờ chẳng có gì cả. Bây giờ thì như thế. Sung sướng hơi hoặc tàn. Vâng, vâng. Nhưng mà quan trọng nhất là cái vẻ đẹp cổ kính và đồng thời chủ nhân vẫn giữ nguyên vẹn. Và vâng. Vâng, quá là tuyệt vời. Vâng. Sự ngẫu nhiên chứ. Và đối... anh cung cấp tin thêm vô tư. Và đối với những người ở hải ngoại thì có lẽ là đây là một cái cơ may lớn của chúng tôi dành cho quý vị, bởi vì một ngôi nhà của Pháp xây dựng và lại đặc biệt nằm kế bên nhà của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ở đây có một cái đặc biệt ở nhà bác Giáp 30, nhà tôi 34 không có số 22. Lý do tại sao không có số 22? Thì nó nhảy cách thế thôi. À vâng. Từ ngày xưa rồi. À. Đấy. Ồ. Vườn rộng giàu thương khó đuổi gà. Bây giờ muốn chiêu đãi nhau gà phải đi ra mua chứ đuổi không được. Vâng. Đây là cái không gian quân đội mua thì là họ xây lên à. Ừ, họ xây trông nó không, nó pha tạp lắm. Vâng vâng. Ngày xưa nó có cột gara đấy. Anh vẫn để trống à? Cái này cháu không có sức ở đâu. À. Không có sức ở. Anh là nguyên là thế nào à? Công việc của anh ở trước đây là... Anh trước đây công tác từ Ủy ban Pháp chế, trực thuộc Hội đồng Chính phủ, sau đó là Bộ Tư pháp, và sau đó anh xuống trường Đại học Luật Hà Nội 34 năm trong nghề. Vâng, bây giờ anh đã về hưu. Anh đã nghề. À, vâng. Nhưng anh còn khỏe. Vâng. Như em. Vâng. Và mong muốn như em. Vâng. Và người rất phong độ. Dạ, chúng tôi lại tiếp tục đi tham quan cái khu nhà. Đây là khu nhà ngang được xây dựng sau. Đây là căn gara, hai gara, gara đôi. Gara đôi xưa, thời xưa. Vâng, thời xưa đây. Thế còn cái nhà này cũng là khi quân đội sử dụng thì là người ta xây thôi. À, anh nói là quân đội sử dụng, mượn sử dụng và sau đó trả lại cho gia đình anh à? Trả lại thì quân đội sử dụng ông Hoàng Hóa Thái mượn từ năm 54 cơ. Vâng. Nhưng mà theo hỏi bố tôi và định mượn 2 năm vào giai đoạn lịch sử ý, theo cứ nghĩ là sẽ có thống nhất đất nước hai miền. Vâng. Thế nhưng mà rồi câu chuyện nó cứ kéo dài, hành trình đất nước, sự kiện chính trị nó cứ diễn ra dài như thế. Vâng, vâng. Đến năm 86 thì ông Hoàng Hóa Thái mất. Ông mất thì năm 1988 thì là quân đội bố trí cho nhà Hoàng Hóa Thái lên khu Liễu Giai, nhưng không, ông không, bà không thì sau chuyển ra 14 xây riêng đấy. À. Nhà đá dừa, 2 tầng, 200 mét vuông, kinh tế mặt tiền. Và những lần đó thì nhà mặt tiền phố riêng đấy tuyệt vời. Vậy là nơi đây là cũng là nơi từng ở của tướng Thái. Cả ngôi nhà tướng Thái, còn cái nhà này là ông tướng Thái đi rồi thì cơ quan quân đội khác sử dụng. Vâng, và tòa nhà này tòa nhà của tướng Thái. Tướng Thái gì ạ? Họ
Hoàng Văn Thái vâng. Trong sang bên kia quảng bá ở bên Mỹ đi. Đại tướng Hoàng Văn Thái ở đây. Đang ở ngôi nhà của Đại tướng Hoàng Văn Thái. Vâng. Đấy. Và phải gọi là những cái vườn tược như thế này. Hoang sơ chưa cảnh. Tuy là hoang sơ nhưng phải gọi là nó vẫn còn ghi cái dấu ấn của lịch sử. Của thời gian. Của thời gian. Vâng. Trong lòng Hà Nội đấy. Vâng. Và anh nhắc lại là bao nhiêu ạ? Anh nhắc lại là bao nhiêu mét vuông? Nó khoảng 3.000 mét vuông. 3.000 mét vuông. Khoảng 3.000 mét vuông diện tích đất. Còn ngôi nhà chính một tầng là một sàn là 300 mét vuông. À, vâng. Thật ra không có sức để mở. Vâng. Hiện nay thì gia đình mình ở mấy người ạ? Gia đình tôi thì là mẹ tôi 100 tuổi. Vâng. Ông anh, gia đình ông anh tôi và gia đình tôi. Vâng. Tức là gia đình các người con thứ 5 và thứ 6. Vâng. Đây là cái không gian bên ngoài và chúng tôi cũng sẽ được chủ nhân coi là hướng dẫn vào tham quan bên trong. Đấy. Đẹp quá. Đây là cái phía bên ngoài mà như chúng tôi nói là người dân vẫn xếp hàng đi vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào buổi chiều hôm nay thứ hai ngày mùng 7 tháng 10 2013 để chứng minh rằng đây là ngôi nhà kế cận bên tướng Giáp. Căn nhà số 34, không có số 32. Trong khi đó nhà tướng Giáp là nhà số 30 đường Hoàng Diệu. À, đây là cái ban công ở phía ngoài, phía đà phía sau nhà. Vâng. Căn nhà này có 2 tầng ạ. À? 3 tầng nhưng mà cái tầng này nó thấp thôi. Vâng. Ở cũng tốt. Vâng. Ở cũng tốt. Đây, dạ. Đây đi rồi. Dạ, mình sẽ được chủ nhân hướng dẫn. Em hẹn. Phải gọi là em trung số rồi đấy anh Chính ạ. Em hẹn. Vâng. Tại sao em đẹp trai thế? Dạ, cũng may là chúng tôi mà theo như chủ nhân nhà là cũng có bạn trai, đẹp trai. Cho nên nhờ đó mà... Đẹp trai hơn cả chủ nhân. À, vâng, vâng. Đây, đây là đang đường đi lên. Chúng ta thấy cái tiền đình có một cái bậc thang đi lên như thế này. Đấy là cái... Khu nhà của Pháp ấy, khu nhà của xưa. Đó là chúng ta thấy... Tuyệt vời quá. Đây là kiến trúc biệt thự theo phong cách của người Pháp. Vâng. Vâng ạ. Đây là bàn thờ. Bàn thờ gia tiên trong một cái không gian nhà Pháp. Đây là căn phòng khách ạ, thưa vợ ngoan. Dạ. Ngôi nhà này quả nhiên là ngôi nhà có nhiều cái dấu ấn của nhiều thời kỳ từ Pháp cho đến nay. Ngoài tướng Hoàng Quang Thái, Hoàng Văn Thái ra là có những cái sự kiện nào xảy ra mà liên quan tới ngôi nhà này nữa không ạ? Không, thế thôi. Vâng. Nơi đây thì là sự kiện trước đấy, trước khi bố mẹ tôi tham gia Việt Minh ấy, thì là hai cụ bố mẹ tôi đều là tư sản dân tộc. À. Tiền như sông Hồng luôn. Vâng. Nhưng mà có lòng yêu nước. Vâng. Rất yêu nước. Chứ vâng. Chưa biết Việt Minh là gì. Thì buôn bán được 10 phần thì giữ 7 phần để tái đầu tư, vâng. 1 phần để chi tiêu, còn lại 3 phần thì là giúp từ thiện, vâng. Cho người là khốn... Vâng, làm từ thiện từ hồi xưa cho tới bây giờ. Từ xưa cho đến nay. Tất nhiên nay thì không có từ thiện, vì nay có kiếm ra đâu mà từ thiện. Vâng. Đang đây là cái sàn này là cái sàn cứng thời xưa Nguyễn Thủy không ạ? Vâng, đây chúng ta đã chứng kiến một cái thời gian thì cũng không thể nào mà làm mất đi tất cả những cái sàn nhà. Cái sàn nó gỗ lim mà, bền lắm. Bằng gỗ lim màu đen bóng. Phải gọi là hôm nay là khi được anh Chính chủ nhân căn nhà này gọi là cởi mở mời gọi chúng tôi được vào ghi nhận cái này. Một sự ngẫu nhiên. Một sự hoàn toàn ngẫu nhiên. Dạ. Bởi vì là người quay phim quá đẹp ra. Dạ vâng. Thế đây là cụ bà. Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ đấy. Vâng. Năm nay 100 tuổi. Vâng. Cô đang làm nghỉ. Vâng, cô đang nghỉ đây. Cô đang nghỉ đây. Cô làm nghỉ. Cái giờ này là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghỉ 3 ngày đêm tại 48 Hàng Ngang. À, đây là trên chiếc tràng kỷ, chiếc giường này đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng nghỉ ở trên đây 3 ngày. Ừ, sau đó là cụ xuống tầng 2, 48 Hàng Ngang thôi. Đấy, vâng, cách, vâng. Cách cảnh. Cái cảnh là đây, đi đến gần để tôi bật đèn cho vâng. Nhé. Yeah.